Alo, xin chào tất cả bà con em. Hôm nay ông về cặp máy máy khoan cần với con khoai Makino, hai con máy dần nha. Makino, Makino tự động qua lại. Xíu em sẽ đo thông số. Con này thì khoan cần, từng khoan mũi lớn luôn à. Con này Isobe Nhật nha, đúng không? Con này tướng to, cái này tăng giảm nè. Hôm nay một số máy khác, hôm nay em trở về lại kho nên quay trực tiếp nha. Anh em có nhu cầu máy tiền khoai bào với đồ dụng cụ cơ khí thì có gì inbox nha, nên em sẽ gửi hình cho anh em xem nha. Con này bàn dài mét mốt, hai cái kẹp là gá ngon à, ngang 2,5 tấc. Này đang xài collet, có thêm máy collet, có máy muối khoai nè. Này tự động qua lại, motor có motor hông nè. Con này 25 triệu nha. Anh em nào bao sống là anh em về tự dọn đi vệ sinh nha. Còn vệ sinh chạy ok thì giá khác nhanh em. Thì anh em nào làm nhanh thì em sẽ bao sống. Còn anh em về tự vệ sinh nha. Còn con tự. Con này thì cao củ bì nè, củ bì mà chưa tăng nha. Là 1,3. Củ bì chưa tăng nha. Còn tăng cái cốt tăng lên nữa nha. Này 9,5 tấc, dài 9,5 tấc, đế ngang 6 tấc, đế ù giữa này là cao nha. Này đôn đế lên nè, thì dưới đế lên đây là đây có quay xuống là 6 tấc. 6 tấc con cái này còn tăng lên nữa nha, quay tăng lên cái ù này nha. Đó, làm tăng lên nha. Còn tăng lên đây là hết cốt thấp nha. Ủ này là lớn 150. Bu ly qua 4 tầng. Này không biết có tự động hay không, cũng không biết này số nè. Này biết điện đang bao nhiêu, 3 pha hay 1 pha gì đây? Chắc 3 pha. Đó, này còn quay lên nè. Này số chắc qua nhanh chậm á. Nhanh chậm thôi. Này quay cơ. Này à, con số 3 nha. Mũi con số 3. Đang đây là mũi 25 nè. 25 lên. Con số 3 nha. Đó, con này 10 triệu cho anh em nào làm nhanh nha. Máy Nhật số bé. Bao sống cho anh em thôi nha. Thất cây con này mà vệ sinh lên là đẹp tuyệt vời nha. Đó, cặp này anh em nào có nhu cầu thì có gì alo phần qua Zalo hoặc là alo trực tiếp nha. Còn Tuda Hàn Quốc tầm 1m4. Con này chưa dọn chưa vệ sinh đâu, anh em cần nhu cầu con này thì có dở luôn. Con Taki Sakura trọng tâm 1,4. Con này giá rẻ, anh em nào làm thì có dở luôn nha. Em mới về kho nên quay sơ cho anh em tham khảo thôi nha. Anh em kết con nào thì có dở luôn, hoặc là chụp hình gửi qua. Con này thì Hàn Quốc hay gì đây, con này có hầu rồi tay thuộc luôn nè. Trọng tâm 1m. Hầu rồi này, nhưng mà tay nghịch nè, quá xí là hôm qua này. DSL 1000. Còn OKK 860 800. Máy Việt Nam toàn phát, giá rẻ. Wasino 860, Wasino 550. Con này Takisawa 860,
này thì đa dung Hàn Quốc, tầm 1m, 1m1 vậy. Con này cũng rẻ nha. Còn Việt Nam, Việt Nam này tầm tầm như 1m giá rẻ luôn. Thì cụ thể thì anh em đi xem, thì đi con mấy clip trước anh em xem nha. Con này Guasino nhỏ, giá cũng rẻ. Còn một con một chốt là 18 phân. Con này còn nha, anh em có được một chốt giờ luôn. Đó, một số máy em quay cho anh em xem, anh em tình huống nào có giá luôn. Còn để lo trong tầm 1.4 này, giá rẻ rồi. Rồi. Vẫn còn có gì ở luôn nha. Vậy em hôm nay em kết thúc video tại đây nha. Nên em clip sau nha. Rồi mới về nên chưa có biết con nào test rồi cho họ xin test, test để anh sẽ up lên cho anh xem nha. Rồi em xin kết thúc video tại đây nha.